Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Chun Kun. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách photo hai mặt thẻ ngoại kiều trên cùng một trang giấy ngay tại Comini 7-Eleven. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình lên những video tiếp theo nhé. Tại máy in thì các bạn chọn mục Copy. Sau đó các bạn click vào phần in bằng cấp hoặc danh thiếp. Tiếp theo các bạn chọn chế độ in là đen trắng cho mình. Sau đó các bạn chọn kích cỡ khổ giấy như thế này. Tiếp đến thì các bạn chọn vào ô màu xanh, chữ ghi ế, sư mự. Đến đây thì các bạn nhập số tờ mà các bạn muốn in. Sau đó bấm vào ô màu xanh, cô rê đế kệt tê. Tại màn hình này thì các bạn sẽ phải cho thẻ vào máy để đọc dữ liệu. Đầu tiên thì các bạn sẽ đọc mặt trước của thẻ ngoại kiều bằng cách lật úp thẻ lại và đặt nó vào phần trên cùng góc trái màn hình. Sau đó các bạn đậy nắp lại và quay trở lại màn hình tiếp theo. Ở đây thì các bạn bấm vào ô màu xanh để tiến hành đọc thẻ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc mặt sau của thẻ ngoại kiều. Cũng tương tự như mặt trước thì các bạn lật thẻ lại và đặt nó vào phần trên cùng góc trái màn hình. Sau đó thì các bạn bấm vào ô màu xanh để đọc thẻ. Chi phí để in một tờ là 10 yên. Trong trường hợp nếu các bạn không đem theo tiền lẻ thì có thể hỏi nhân viên để đổi tiền. Sau đó thì các bạn bấm vào ô màu xanh để bắt đầu in. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành các bước hướng dẫn cách photo hai mặt thẻ ngoại kiều tại Comini. Nếu các bạn có vấn đề gì không hiểu thì hãy để lại một comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình lên những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.